Chùa Phổ Minh, ngôi chùa vốn có niên đại hơn 200 năm, nay thuộc xã Đại Hòa, phía đông huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, được sự đề cử của Giáo hội tỉnh Hà. Đại đức Thích Thánh Nhẫn phát nguyện về chùa Phổ Minh đảm nhận trụ trì, hướng dẫn Phật tử tu học và phát tâm xây dựng tôn tạo ngôi chùa làm nơi quy tụ, đáp ứng nhu cầu tâm linh chiêm bái của nhân dân địa phương, bá tánh gần xa. Năm 2012 là thầy được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam bổ nhiệm trụ trì và từ đó bắt đầu xây dựng đến bây giờ. Về phải mua đất thì khi về chùa làng nó không có đất, nó chỉ được 456 m². Qua 10 năm xây dựng, công trình chùa Phổ Minh gồm chánh điện, nhà tăng, nhà khách, tượng Phật Quan Âm, cổng Tam Quan và các công trình phụ đã được hoàn thiện. Ngôi chùa từ đây có đủ điều kiện thực hiện sứ mệnh gieo những hạt giống thiện lành, đem đến sự an lạc và làm nơi quy tụ, hướng về của Phật tử. Công trình chùa Phổ Minh sẽ góp phần đưa đến sự ổn định và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Lễ khánh thành chùa Phổ Minh sẽ trang nghiêm long trọng diễn ra vào Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 nhằm ngày 22 tháng 5 năm Quý Mão. Kênh thông tin tổng hợp Phật sự online, kênh truyền hình Phật giáo QCB sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này. Kính mời quý vị quan tâm tham dự và theo dõi sự kiện trên.